Cho dù này, tất cả bất kỳ gì xảy ra trong đó, ta cũng sẽ không bao giờ vượt qua giấc mơ. Chả nhất là không bao giờ đúng không ạ? Để rồi coi. Ai giống cái gì thế này? Đó là giấc mơ của con. Nhưng mà không chấp nhận giấc mơ của con. Nhưng mà con nhất định phải thực hiện giấc mơ của mình. Thử thách kẻ đã mất là giam chết, mà là giam sống như là kỳ giấc mơ của mình.